Số 1. Cô gái phục vụ bị ma tấn công. Một đoạn video được quay lại bên trong một quán cà phê. Theo như video bạn có thể thấy, một cô gái được cho là nhân viên của quán đang dọn bàn sau khi phục vụ một số vị khách. Tưởng như mọi chuyện rất bình thường như mọi khi, nhưng ngay lúc cô nhân viên đang lau bàn, thì đó cũng là lúc cô ta đã bị một thứ gì đó tấn công. Và đây là đoạn video do người chủ của tiệm cà phê quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. Nếu như bạn nhìn kỹ vào cô gái trên, dường như đã có một thế lực nào đó đã nắm tóc và kéo cô ta rất mạnh về phía sau. Theo như tôi thấy, đó là một lực rất mạnh khiến cô gái trên bật ngược về sau, tương tự như một người nào đó đã gây nên vậy. Sau khi đoạn video trên đăng tải, rất nhiều người xem đã rất sốc khi chứng kiến. Họ cho rằng cô nhân viên trên đã bị một linh hồn xấu xa nào đó tấn công. Theo bạn, những hoạt động đáng sợ trên liệu có phải do một hồn ma nào đó gây ra hay không? Mong bạn hãy nói lên ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Đừng bao giờ đùa với ma quỷ. Một người đàn ông làm công việc bảo vệ tại một công ty đã rất hoảng sợ khi đã vô tình thực hiện một trò chơi cầu cơ tại chính công ty anh ta đang làm việc. Theo như anh ta kể lại, công ty của anh ta đang làm đã trải qua rất nhiều sự kiện rất bí ẩn. Theo như lời đồn đại của một số nhân viên ở đây, họ đã từng nhìn thấy hồn ma xuất hiện ở bên trong công ty này. Vì không tin lời của họ, người đàn ông trên đã cố tình thực hiện trò chơi cầu cơ và đã không tuân thủ nguyên tắc trò chơi. Và sau đó không lâu, anh ta đã phải chịu sự trừng phạt của ma quỷ. Và đây là đoạn video được người xem quay lại. Mời các bạn cùng theo dõi. Như bạn có thể thấy, sau một lúc ngồi nói chuyện với fan của mình trên điện thoại, người đàn ông trên đột nhiên có những biểu hiện rất đáng sợ. Anh ta đột nhiên co giật và đôi mắt của anh ta trở nên trắng bệch trông rất đáng sợ. Nhưng sau một lúc thì anh ta đã quay lại trạng thái bình thường và anh ta không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Sau khi xem lại video được người xem quay lại, anh ta đã rất sốc với những hành động của mình. Anh ta cho biết rằng mình không hề mắc bệnh gì cả. Anh ta nghĩ có thể là do anh ta đã không thực hiện đúng với trò chơi về ma quỷ, nên họ đã khiến anh ta trở nên như vậy, thật bí ẩn. Theo bạn, những biểu hiện bất thường đã xảy ra với người đàn ông trên, liệu có phải là do ma quỷ gây nên hay không? Mong bạn hãy nói lên cảm nghĩ của mình nhé.
Xin cảm ơn. Số 3. Hồn ma xuất hiện bên cạnh cô gái. Một người đàn ông người Nhật Bản đã vô tình quay được một đoạn video bí ẩn về một cô gái mà anh ta đã vô tình nhìn thấy ở ngoài công viên. Theo như người đàn ông trên kể lại, vào ngày hôm đó, trong lúc đang ngồi hóng mát ngoài công viên, anh ta đã trông thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi ở phía xa. Lúc này anh ta đã lấy điện thoại ra và quay lại những biểu cảm của cô gái trên, nhưng sau một lúc, anh ta đã quay được một số thứ mà chúng ta không nên thấy. Và đây là đoạn video được người đàn ông trên chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Như bạn có thể thấy, khi anh ta quay camera qua hướng khác, và sau khi quay lại, thì như bạn có thể thấy, một bóng trắng giống như một hồn ma đã xuất hiện bên cạnh cô gái kia, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã biến mất. Nó đã khiến anh ta thật sự rất hoảng sợ với những gì mình nhìn thấy. Một số người xem cho rằng, rất có thể linh hồn kia đang đi theo ám cô gái trên, hoặc cũng có thể đó chỉ là một linh hồn vô tình đi ngang qua đó. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bóng trắng bí ẩn trên? Hãy nói lên cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.